Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu được các bạn một số cái sự kiện mới trên Momo. Và các bạn lưu ý là hiện tại thì cái chương trình quay thưởng nhận 10 tỷ đồng đã chuẩn bị được triển khai và các bạn chỉ còn 4 ngày nữa để chúng ta có thể đổi cái vé cũng như là các bạn làm thêm một số bước để chúng ta chuẩn bị. Thì đây sẽ có 6 cái sự kiện mới mà các bạn cần quan tâm. Thì có một số sự kiện thì chỉ còn lại thời gian rất là ngắn thôi. Ví dụ như sự kiện này chỉ còn khoảng 5 giờ nữa. Đấy, thì hiện tại có 6 cái sự kiện. Đầu tiên đó là hướng dẫn quay thưởng tranh 10 tỷ. Sự kiện thứ hai là đua top bán kết thành phố Momo. Sự kiện thứ ba là hướng dẫn tham gia bán kết chung kết. Sự kiện thứ tư là nhận lên tới 888.888 đồng với vòng quay túi thần tài. Và sự kiện cuối cùng đó là đóng góp chống dịch nhận quà tri ân. Đó, ngoài ra còn có một cái sự kiện nữa đó là thanh toán khoản vay hoàn tiền 50.000. Ok, thì đầu tiên là đối với sự kiện hướng dẫn tham gia quay 10 tỷ thì cái sự kiện này thì các bạn tự vào cái ứng dụng Momo để các bạn đọc qua nhé. Vì mình cũng đã làm một cái video hướng dẫn cho các bạn rất là cụ thể rồi. Thì đây nó sẽ có cái phần hướng dẫn cho chúng ta và một số cái mốc thời gian. Thế bạn nên quay lại để chúng ta đọc hôm trước, trong video ngày hôm trước ấy, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta mở túi thần tài cũng như là nạp tối thiểu vào 1.000 đồng để chúng ta đủ điều kiện tham gia. Ok, thì các bạn có thể xem lại cái video đấy, mình sẽ để dưới đường link nhé, mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Rồi tiếp theo nhiệm vụ thứ hai đó là đua top bán kết Momo. Thì đây các bạn sẽ vòng đua top thì nó sẽ diễn ra từ 10 đến 12 giờ, từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 12 tháng 8. Đó, các bạn hãy nhớ cái mốc thời gian này để chúng ta tham gia và tranh vé vào chung kết. Khi mà các bạn tham gia thì các bạn sẽ hình thức chơi các bạn sẽ nhận được 10 lượt chơi đối kháng ngẫu nhiên vào lúc 9 giờ ngày 12 tháng 8 để thi đấu với những người khác vào vòng bán kết. Tiếp theo là các bạn cần phải tham gia ít nhất 3 trên 10 trận đấu đối kháng ngẫu nhiên trong cái khung giờ quy định để được tính điểm xếp hạng bán kết. Rồi, đó, và cái phần thưởng đó là 5.011 người chơi dẫn đầu vòng bán kết sẽ nhận được là 1.000 người chơi xếp hạng cao nhất sẽ nhận được vé tham gia vòng chung kết vào ngày 17 tháng 8. 4.011 người còn lại sẽ được một gói quà, một thẻ quà tặng trị giá là 1 triệu đồng trên người. Đó, thì cái gói thẻ quà tặng này nó sẽ bao gồm các cái mã giảm giá, nước nét này, đa năng, Tiki, Lazada, rồi là thanh toán hóa đơn, bỉm sữa. Đó, thì các bạn có thể có một số cái voucher thì mình hiện tại thì bên mình thu một số loại như là thanh toán 100.000 Tiki Lazada này, điện nước này, rồi là thanh toán tại cửa hàng siêu thị, cửa hàng tiện lợi này, rồi là thanh toán đơn đa năng, đó, thanh toán tất cả các hóa đơn. Ok, thì các bạn có thể inbox cái fanpage của mình dưới cái phần mô tả của video để chúng ta bán nếu mà các bạn đang có sở hữu cái voucher. Đấy, và có thêm một số cái lưu ý ở đây là người chơi tham gia ít hơn 3 trận đấu sẽ không đủ điều kiện để tham gia xét duyệt. Đó, và một số cái lưu ý nữa thì cái phần này thì các bạn tự vào các bạn đọc cho mình nhé. Đó, vì cái sự kiện này thì mình cũng đã hướng dẫn ở cái video trước rồi. Đó, một cái phần thứ ba đó là hướng dẫn tham gia chung kết. Thì cái phần này là cái phần của chung kết thì thời gian vòng bán kết thì nó diễn ra từ thời gian này ngày 12 tháng 8. Và khi mà các bạn đã tham gia được xong cái vòng bán kết rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu các bạn lọt vào vòng chung kết, chúng ta sẽ tiếp tục tham gia vào 19 đến 20 giờ ngày 17 tháng 8. Thế mình nghĩ là các bạn nên nốt lại cái thời gian này đó để chúng ta tham gia. Và giải thưởng vòng chung kết thì nó cực kỳ cao nhá. Nên là các bạn sẽ phải chúng ta, nếu mà các bạn được tham gia thì chắc chắn là các bạn đã có một cái giải, đó là một gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng rồi. Đó, ngoài ra thì nếu các bạn đạt cái giải cao hơn thì chúng ta còn có cơ hội đứng đầu và nhận 100 triệu đồng. 100 triệu đồng này hoàn toàn là tiền tươi và chúng ta có thể sử dụng được. Ok, và đó là ba cái sự kiện mà chúng ta cần phải lưu ý. Các bạn nên vào ứng dụng Momo chúng ta đọc qua nếu các bạn muốn tham gia. Tiếp theo, một cái sự kiện tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là sự kiện đóng góp quỹ chống dịch và nhận quà tri ân. Thì đây các bạn sẽ thực hiện các nhiệm vụ, ví dụ như là chúng ta sẽ quyên góp tiền mặt này, hoặc là quyên góp heo vàng để chúng ta nhận lượt quay. Và trong cái lượt quay này thì các bạn có cơ hội để chúng ta có thể nhận được lên tới là 888.880 đồng, 888 đồng. Đấy, thì các bạn có thể kích vào cái phần thể lệ để chúng ta đọc qua cái thể lệ của chương trình. Rồi, thì cái sự kiện này thì nó sẽ diễn ra đến hết ngày mùng 10 tháng 8. Đó, và các cái giải thưởng thì nó sẽ để đây.
có lì xì tiền mặt là 88.000 này, rồi là lì xì tiền mặt 888.000, rồi là một chỉ vàng hay là những cái voucher. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ kích vào phần quay ngay nhé. Ở đây thì mình sẽ thực hiện một cái nhiệm vụ này. Cái nhiệm vụ heo vàng này thì các bạn kiếm cái heo vàng này rất là dễ. Đó, ở đây thì mình sẽ nhấn vào phần quyên góp, mình sẽ quyên góp ở cái phần này. Rồi, hiện tại thì mình đang có 24 heo vàng thì mình sẽ nhấn vào quyên góp nhé. Ok, như vậy là mình đã quyên góp thành công. Đấy, thì quyên góp như thế này chúng ta vừa giúp đỡ được những cái quỹ từ thiện, vừa giúp đỡ được các cái hoàn cảnh khó khăn, lại các bạn còn nhận được thêm cái lượt quay nữa. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ load lại nhá, mình sẽ vào, mình sẽ ra, mình load lại thì nó sẽ hiển thị cái lượt quay cho chúng ta. Ok, thì các bạn quay lại thì nó sẽ cộng cho các bạn một cái lượt quay. Ở đây mình sẽ kích thử quay xem là được cái gì nhá. Ok. Rồi, để xem mình sẽ được cái món quà gì. Ok, một cái voucher giảm giá data. Rồi ok, thì bây giờ các bạn có thể chúng ta làm nhiệm vụ thứ hai, đó là quyên góp tiền mặt này. Thì phần quyên góp tiền mặt này thì các bạn chỉ cần quyên góp ấy, nếu chúng ta có ít thì chúng ta quyên góp ít, còn các bạn có nhiều thì các bạn có thể quyên góp nhiều. Ví dụ như ở đây nhá, mình sẽ nhấn vào quyên góp, số tiền quyên góp của mình là 1.000 đồng nhá. Đó, ví dụ như vậy. Đấy, các bạn chỉ cần quyên góp từ 1.000 đồng thôi. Ok, như vậy là mình đã quyên góp thành công với số tiền là 1.000 đồng. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại này. Sẽ quay cái lượt quay thứ hai. Ok. Ok, lượt này thì sẽ được 3 heo vàng. Đó, thì heo vàng này các bạn lại có thể chúng ta dùng để quyên góp. Tiếp theo, một cái nhiệm vụ nữa mình muốn giới thiệu đến cho các bạn, đó là các bạn sẽ vào cái phần này. Các bạn sẽ kích vào phần hôm nay có gì mới nhé. Chúng ta sẽ tìm cái sự kiện ở trong cái phần là vòng quay thần tài. Với cái phần nhiệm vụ này, nếu mà nó không hiện ở cái trang danh mục này thì các bạn sẽ lướt xuống ở phần Momo đề xuất này, hoặc là các bạn sẽ lướt ở phần tùy chỉnh dịch vụ yêu thích. Ở đây sẽ có cho chúng ta có phần đó là túi thần tài nhá. Thì các bạn sẽ kích vào cho mình. Ở đây chúng ta sẽ chọn vào túi thần tài, sau đó nó sẽ hiển thị lên đây thì các bạn sẽ kích vào chúng ta tham gia. Đó, thì sau khi bạn mở cái túi thần tài ra thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta một số cái tính năng cơ bản này. Hiện tại thì mình đang có cái số dư ở trong túi thần tài là 1.000 đồng. Thì bây giờ các bạn sẽ lướt xuống phía dưới, sẽ có một cái phần đó là lượt quay may mắn. Chúng ta sẽ kích vào. Đó, ở đây tiếp tục là một cái lượt quay và chúng ta sẽ cùng đạp qua thể lệ nhé. Cái phần này thì các bạn có thể kiếm được nhiều cái lượt hơn. Đầu tiên là khi mà chúng ta đăng nhập vào thì các bạn sẽ nhận được là 2 lượt quay. Và chúng ta đăng nhập túi thần tài thì các bạn cũng sẽ nhận được một lượt quay. Mở túi thần tài chúng ta nhận được 2 lượt quay. Chia sẻ lên Facebook các bạn nhận được 1 lượt quay. Và nạp tiền vào túi thần tài chúng ta sẽ nhận được 2 lượt quay. Tối đa là 4 lượt trên ngày. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử, mình sẽ làm hết tất cả các nhiệm vụ, sau đó mình sẽ quay sau nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành nạp vào túi thần tài này. Ok, ở đây thì mình sẽ nhấn vào là chuyển vào túi thần tài. Đấy, sau đó các bạn sẽ nhập cái số tiền tối đa chúng ta muốn chuyển. Ví dụ như mình chuyển mỗi lần 1.000, sau đó mình sẽ chuyển tối đa là 3.000 nhé. Mình sẽ chuyển 3 lượt. Đó, rồi, được 2 lượt quay này. Sau đó chúng ta vào lại, các bạn làm tương tự, chúng ta chuyển 3 lần, mỗi lần 1.000 là các bạn đã có 6 lượt quay rồi. Và số tiền này thì hoàn toàn là các bạn có thể lát nữa chúng ta có thể rút ra ngay nhé. Ok, thì với cái vòng quay này thì chúng ta sẽ nhận được một số vật phẩm như là 888.000 hay là 8.888 đồng, rồi là 88 đồng hay là một số cái thẻ quà tặng. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhấn vào phần quay nhé. Thì mình có tới là 9 lượt quay. Đấy, ok, nó đã báo lên cho mình là trúng 88 đồng rồi này. Ok. Đấy, thì cái số tiền 88 đồng này nó sẽ vào cái ví thần tài của chúng ta và lát nữa hoàn toàn các bạn có thể rút được về nhé. Ok, mình sẽ tiếp tục quay tiếp cái lần thứ hai xem thử là nó sẽ được gì. Ok, mình sẽ tiếp tục quay lần thứ ba. Đó, lần thứ ba sẽ được 88 đồng này. Ok, tiếp tục quay lần thứ tư nhé. Ok, lần thứ tư thì là được cái lời chúc. Rồi, lần thứ năm. Ok, và như vậy là mình đã quay xong hết 9 lượt. Đấy, và bây giờ mình sẽ vào để mình ra mình hướng dẫn cho các bạn rút tiền nhé. Ở đây thì các bạn sẽ kích vào cái phần rút tiền về ví Momo.
thì cái min rút của chúng ta chỉ có 1.000 thôi. Ở đây mình sẽ chừa lại là mình sẽ rút về là 90.000 nhá. Mình sẽ chừa lại tầm khoảng 2.000 để mình tham gia cái sự kiện hôm sau của Momo. Ok, thì mình sẽ ok, và các bạn có thể thấy là cái phần số tiền rút của mình ở đây nó đã về ví của mình. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ quay ra thì chúng ta sẽ thấy ở cái phần ví của tôi thì nó sẽ cộng lên cái số dư cho các bạn. Thì đây là một số cái sự kiện mà các bạn cần phải chú ý để chúng ta có thể tham gia và kiếm tiền trên cái ứng dụng Momo này. Và video của mình kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.